Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang có mặt ở Chùa Mèo mọi người ạ. Sau 2 năm đại dịch Covid thì năm nay lễ hội Chùa Mèo được tổ chức lại. Mình mời tất cả mọi người hãy đi vào phía trong cùng với mình. Có những gì hay ho và hấp dẫn nha. Ok, mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Ok, let's go thôi. Ok các bạn, hiện tại mình đang có mặt phía trong lễ hội Mường Khô 2023 mọi người ạ.